Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Siêu Sức Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2018 thì bọn em xin quay chi tiết hai chiếc xe Mazda. Chiếc xe bên tay trái của em đó chính là Mazda Prime C sản xuất năm 2002 với phiên bản số tự động. Và đây là chiếc Mazda 323 sản xuất năm 2003 với phiên bản số sàn. Và chiếc xe bên tay trái là chiếc xe màu đỏ này em sẽ bán với mức giá là 195 triệu đồng. Và chiếc xe màu đen bên tay phải của em là sẽ bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn 145 triệu đồng. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng em đi đến phần chi tiết của hai chiếc xe này để quý vị và các bạn có thể nhìn được một cách khách quan nhất và có thể xác thực nhất để có thể chốt được hai em này. Một lần nữa xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi đến phần chi tiết của xe. Và ngay bây giờ em sẽ xin quay chi tiết chiếc Mazda Prime C này đầu tiên. Đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật, thì các bạn biết là đây là một dòng xe chạy khá là chắc chắn và chạy rất là bền. Và đặc biệt hơn đối với phiên bản này là chiếc xe 7 chỗ mà nó là xe số tự động, mà giá chỉ có 195 triệu đồng. Một dòng xe có thể đi trong khu đô thị hoặc khu vực đông đúc người thì mẫu xe này rất hợp lý để cho anh em có thể mua về và sử dụng. Và vì đây là một chiếc xe cũng là màu đỏ thì nếu anh em nào mà thích cái mẫu xe màu đỏ thì đây là một mẫu xe rất ok. Có thể nói Kia Morning chẳng hạn, Kia Morning một dòng xe mà cũng khá là tiết kiệm xăng, nhưng mà em nghĩ nó sẽ không được bốc và không được khỏe như chiếc Prime C này. Thì quý vị các bạn có thể cân đối. Đây là tổng thành về ngoại thất của con Prime C. Đây em quay rất là chi tiết về phần thân vỏ. Thì em sẽ quay kết hợp theo con màu đen luôn. Đây là về tất cả thân vỏ của xe và đăng kiểm có đến tháng 2 năm 2019. Đó. Xong rồi em sẽ tiếp tục quay đến con màu đen luôn để cho quý vị các bạn có thể nhìn thấy được. Sơn xi nói chung là tương đối đẹp, nó chỉ có vài những cái điểm nó bị xước xoát. Đấy. Xước xoát do đá sỏi nó bắn vào. Còn đâu ngoài ra thì về tổng thành thì không có một cái vết xước gì quá to hay là quá nặng. Mazda Prime C xe trang bị màn hình camera lùi đầy đủ rồi, na răng đúc. Đó. Chúng ta hãy tiếp tục đến chiếc Mazda 323 được sản xuất năm 2003. Đây là phiên bản nhập khẩu và nó là bản đủ. Và chiếc xe này có giá 145 triệu đồng mà thôi. Có thể nói là đợt vừa rồi em quay tối cho nên là chắc nhiều anh em điện và hỏi chi tiết của chiếc xe này. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết cho anh chị và các bạn xem trực tiếp chiếc xe này. Về cơ bản thì Mazda 323 thì nó được sản xuất năm 2003, đời nó cũng khá lâu. Thì về phần thân vỏ thì nó cũng đều đều, nó cũ theo năm tháng mà thôi. Đấy, nhưng mà về cái chất lượng của cái cỗ máy và chất lượng về cái dòng xe này thì Mazda 323 thì các bác biết được nó có thương hiệu từ cái đời của bọn 323 và 626. Rồi sau đó mới nên bọn Mazda 3 hoặc Mazda 6. Đó, thì dòng này thì ngày xưa thì anh em công chức là có tiền mua được. Giữa cái năm này thì cái năm mà bắt đầu có con Mazda 323 này thì cái giá trị xe mới của hắn nó rơi vào tầm khoảng gần 500 triệu, ngang ngửa với chiếc Forerunner. Đấy, ngang ngửa với chiếc Forerunner 2003. Và cho đến thời điểm hiện tại chỉ có một giá là 145 triệu đồng mà thôi. Thì bản thân của con xe này là có hai trang bị, hai túi khí nha các bác. Túi khí bên đây là túi khí bên phụ, à bên lái. Còn đây là túi khí bên phụ. Và đồng thời bản thân của chiếc xe này có cả phanh ABS. Có cả phanh ABS. Và chạy cái dòng xe này chạy rất là đầm. Đây toàn bộ nội thất tắp ni của xe đây. Xe nói chung là cũ theo thời gian. Những cái tay nắm cửa như này vẫn còn rất là chắc chắn, không bị sụp sạch là mấy. Đây là bên sau bên lái đây. Nói chung là tất cả mọi thứ nó vẫn còn khá là chắc chắn nha các bác. Đây là phần nội thất. Nội thất được may 3D. Nhìn cũng còn khá đẹp. Và đây là cái hộp tì tay. Nó có một cái hộp tì tay nhỏ nhỏ mà thôi. Đây là tất cả về những cái chi tiết bên trong nội thất của chiếc Mazda 323 này. Trần vẫn là trần ý. Ở đằng sau chúng ta có hai quả loa. Đó. Tí nữa em sẽ quay cho quý vị các bạn có thể xem được cái chi tiết về cái hệ thống sắt xi của chiếc xe này để anh em nhìn và cảm nhận. Tắp ni bên cánh đằng phụ.
nâng hạ kính. Nói chung là tất cả chiếc xe nào vẫn còn hoạt động là bình thường, không có một cái gì không hoạt động cả. Và một con xe Mazda này, dòng này thì rất là dễ sửa, dễ sửa, dễ sử dụng, cũng bền. Đó. Rồi, chúng ta hãy quay trở lại với chiếc Mazda Pemsi. Thì chiếc này như em đã nói là có mức giá là 195 triệu đồng. Thì bản thân của chiếc xe này thì các bác nhìn cái phần tắp ni của xe trước này. Tắp ni con này thì tất nhiên rồi, nó là một chiếc xe chất hơn và thương hiệu hơn 323, cho nên vấn đề đẹp xấu thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn 323 rất nhiều rồi. Đồ nhựa của xe đấy. Và nội thất xe. Một dòng xe cái mái trần này nó rất là cao và ngồi rất là rộng rãi, với đối với 5 người ngồi thì rất là rộng rãi, hàng người ghế thứ 7 thì nó gần như là bất đắc dĩ chúng ta mới ngồi đến. Đây là số là 5 người ngồi. Và hiện tại trời khá nắng. Thì tất cả các bác, quý anh chị và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ em theo số điện thoại 0966668121 để có thể trực tiếp chốt hai em này. Đấy. Nội thất xe và bậc lên xuống đây. Có cả hộp tựa tay. Trần nhị rất sáng. Đó. Em sẽ quay nhanh về cái keo chỉ của hai con xe này nhé. Đây là cánh bên phụ của chiếc Mazda Pemsi. Hộp sàn. Các bác có thể nhìn thấy đây, hộp sàn nó rất là thẳng. Và gầm thì gần như là chưa có hiện tượng gì của mối mọt. Đây là cánh sau bên phụ nhé. Đó là những gì mà chi tiết nhất mà em quay cho quý vị các bạn. Đây là sơ cua. Đây là bản nề này. Nói chung là tổng thành về xe là không có vấn đề gì. Mà cốp chúng ta sẽ mở ở đây và trang bị camera rồi ở đây. Đây là hai ụ cản sau của phần đuôi xe. Ốc bản nề mọi thứ là còn zin đét. Đấy, anh em ở xa thì cũng có thể nhìn thấy được trực tiếp 24/24 như thế này. Và quay toàn những cái chỗ hiểm để cho anh em có thể nhìn được con xe nó có bị lỗi hay không. Và thằng con xe này là không có bị lỗi gì. Đó, các bác nhìn thấy keo chỉ quấn từ A đến Z. Đó là phần đuôi xe. Một con xe 7 chỗ nhìn cũng rất là rộng rãi. Và chúng ta hãy nhìn bên cánh sau của bên lái. Này, keo chỉ nó vẫn còn zin. Bên trong cũng vậy mà hàng bao vô lê rất là thẳng như quý vị bạn nhé. Đó. Bật lên xuống đây là cái bạn nề. Và cột giữa của xe đây không có bị đâm đụng. Và cái bọ này thì tôn rất là chắc chắn, như các bác có thể em thấy nột ra này ví dụ. Gần như là sẽ không có cái hiện tượng của mọt tấn công. Mà cái nhựa xe của Mazda Pemsi này nó khá giống cái chất lượng nhựa của Fornacer. Và chiếc 323 kia cái chất lượng nhựa nó cũng kiểu kiểu như vậy.
giữ được rất là bền. Đây là phiếu bảo dưỡng định kỳ của chiếc xe. Đó, và bản thân của chiếc xe này nó là như thế. Em sẽ quay cho quý vị các bạn xem một phần khoang máy của xe cho quý vị các bạn có thể chốt được em nó. Em sẽ đề nhá. Đó. Chúng ta chỉ cần nháy đề một phát và điều hòa rất mát nhé, âm thanh đầy đủ. Và đây là khoang máy của xe, thì các bác nhìn thấy được là khoang máy của Mazda Pemsi thì nó sẽ rất là khô. Nhưng mà bản thân của 323 kia cũng vậy, rất là khô. Dòng Mazda nói chung và dòng Toyota đặc biệt là dòng Vios nói riêng thì cái động cơ của xe nó hoàn toàn tất cả các mặt nó đều bằng gang. Và chính vì thế cái tỷ lệ mà rò rỉ dầu ra ngoài khoang máy thì nó rất là hạn chế so với những chiếc xe mà lắp máy nó bằng nhựa. Đấy. Và máy rất là bền nhé quý vị bạn. Đối với những dòng xe của Mazda hay Toyota, em lấy đơn giản như chiếc Corona 2001-2002 thôi. Đấy. Nó giá đâu đó tầm khoảng 150-160 triệu đấy. Nhưng mà nó mặt máy của nó cũng kiểu dạng như thế này, nó rất là bền. Hai dòng thương hiệu nó nên tất cả về các dòng xe. Rồi. Đây là máy hoạt động rất là tốt nhá. Các bác nhìn thấy hoàn toàn là không có một tí hơi thừa nào luôn. Và hãy giảm rằng bệ của xe là vẫn nguyên bản 100%. Đó, rất là chất và không có bị mọt, bị còn khắc mà khắc còn đâu đó những cái dấu chấm của nhà sản xuất này. Đấy. Máy thì tất nhiên rồi, đời này thì chắc chắn là có sẽ có ra máy rồi, đây như là chấm nguyên của nhà sản xuất này qua năm tháng. Máy thì chắc chắn là có ra rồi, chứ không thể nào một con xe mà đời cũ mà máy nguyên zin cả, nguyên zin lại vất đi. Đấy là cái để cho quý vị các bạn có thể biết được máy nguyên zin là vất đi. Nguyên zin đi bây giờ là hỏng hết, về phải làm máy hết, mất thêm tiền. Rồi, em sẽ quay cho quý vị các bạn xem cái phần chi tiết của chiếc Mazda 323 có giá 145 triệu. Đây, thì đầu tiên thì chúng ta hãy hình dung chiếc 323. Đây là phần bên cánh bên lái của xe. Nói chung một chiếc 323 mà giá 145 triệu thì cũng không thể nào mà đẹp xuất sắc. Nhìn nó sẽ cũ theo năm tháng. Cũ theo năm tháng, đây là một dòng xe mà có thể nói là đi ổn định. Nói chung là đi ổn định. Và nhiên liệu cũng vừa phải, hai dòng xe này nhiên liệu cũng rất là vừa phải. Tầm khoảng đâu đó, như chiếc xe này tầm khoảng đâu đó 6,5 cho đến 7 lít trên 100 km. Và đối với chiếc Mazda Pemsi kia thì nó tầm khoảng 8 lít trên 100 km đến 8 lít rưỡi. Hay trung bình. Đây là cánh bên phụ. Nói chung để mà đi chiếc xe này thì em nghĩ là cũng khá là ổn định đấy. Mazda 323. Em nhớ không nhầm thì năm ngoái em có bán chiếc xe như thế này và lúc đấy giá nó khác năm nay lắm. Năm ngoái bán con như thế này bản thiếu, không có túi khí, không có phanh ABS, không có không hai túi khí đâu. Nó bán năm ngoái bán 165 triệu đồng. Năm nay cái mức giá của chiếc xe này nó chỉ được tầm như vậy mà thôi. Nào hộp tì tay. À, em hãy để lên cho các bác xem thử nha. Xem cái khoang máy cũng như là cũng xem cái phần động cơ luôn.
Đây là phần động cơ của xe thì chính ra bản thân con này nó rất êm. Máy của con này cũng khá giống với máy của Mazda PMC và Toyota. Máy nó cũng được sử dụng máy bằng gang và máy nó rất là thoáng. Các bác nhìn thấy cái khoảng trống của máy rất là thoáng luôn. Và cái da máy của nó vẫn giữ được màu, hoạt động rất là tốt nhé. Thì bản thân của con xe này thì nói về máy mi số thì rất là ngon rồi. Còn cái vấn đề đâm đụng nặng thì sẽ không có. Va quệt có rồi, chắc chắn va quệt nó sẽ có. Như là phần mép đầu capo này thì chúng ta có thể nhìn thấy là bản thân lịch sử chiếc xe đây là phần chỉ đã chạy lại. Đấy. Và phần đầu này có bị va một chút ở góc này. Đây các bạn nhìn thấy những xấp xì của nó hiện tượng méo. Đây là hiện tượng của va quệt thôi. Còn nếu vấn đề tâm linh mà đâm đụng nặng mà đổ xô hết một góc như này mà vào đến máy thì đấy, gọi đâm đụng nặng, cái đấy không có vấn đề như thế, gọi là va quệt thôi. Thì trước bên này thì hoàn toàn là nguyên. Đó, bên này các thì hoàn toàn là nguyên. Có bên này va một tí em nghĩ cũng không ảnh hưởng gì. Nói chung là không một vấn đề gì. Đấy, hoạt động rất tốt nha các bác nha. Nổ rất là êm, em xịt. Đó. Để chạy trong hai con xe này thì ok thôi. Thì các bác có nhu cầu hãy liên hệ ngay cho em theo số điện thoại 0966668121 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.